Somnic Free Fire giá rẻ uy tín, shopsikeo.vn vui đón Giáng sinh và đặc biệt là tràn ngập quà tặng luôn, giảm giá vòng quay lên đến 70%, tất cả chỉ có tại shopsikeo.vn. Anh em ơi, nhanh tay nhá, let's go. Hello anh em nha, và lại là Sikeo đây. Thanh niên này, một thanh niên duy nhất lấy mạng điểm số luôn, rất là easy anh em. Ok, và hôm nay chắc chắn là thứ 6. Yeah. Bạn nào xem video mà chưa nhấn nút like thì hãy nhớ là nhấn nút like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hôm nay video này phải nói là xin lỗi các bạn rất là nhiều, bởi vì là trong vòng là 2 tuần qua, cái bọn hacker chúng nó hack livestream trên kênh của Sĩ Kẹo và Sĩ Kẹo bị chặn, không thể đăng được video trong vòng 7 ngày. Wow, kiểu cảm giác chán vãi chưởng. Nhưng mà không sao anh em ơi, hiện tại thì mình đã đề xuất đến với YouTube là xin tắt tính năng livestream kênh của Sĩ Kẹo. Thế nên là chúng ta sẽ không gặp mấy cái thằng dở hơi sơi cắm lợn livestream Bitcoin nữa đâu anh em. Anh em hãy cứ yên tâm nhá. Nhưng mà bây giờ lên trên cái xưởng cơ khí cái nhờ, giọng mình hôm nay kiểu mình cảm giác là mình sắp ốm đến nơi rồi anh em ạ. Nên là nghe giọng nó cứ kiểu sida thế nào ấy. Thề mình em luôn. Ok, đi kiếm người thôi. Mục tiêu ngày hôm nay thì với trận đấu này 10 kill top 1 nhá. Với bộ trang phục thì sói la liếm. Tôi chém gió thế thôi. Đây là trang phục sói quần què. Nhưng mà chỉnh lại cái độ nhạy tăng hết lên 100%. Vút cho nó sướng này làm sao. Chạy đi đâu con sâu này. Anh em chờ tí nhá. Đây. Ui, bỏ mẹ luôn nó gài mìn này. Gài là gài thế bíp nào. Ôi mà kể cả gài mìn thì kẹo vẫn sơi bình thường luôn anh em ơi. Rất là ngon và ngọt. Mút cả xương nó luôn chứ chẳng đùa đúng không. Wow. Yeah. Mà sợ vãi nhở. Tự nhiên kiểu chạy lên xong thằng bé gài luôn quả mìn. Thôi. Thế thì mình xin. Thế thì mình chịu bạn ạ. Ở ngoài có người nhá. Nhưng mà gông chờ tôi tí cái. Hiện tại combo kẹo đang sở hữu là một cây AN94 này, một cây MP5 này, với lại thêm một cây shotgun mini M1873 nữa. Oh my god. Các bạn cứ từ từ thôi nào, làm gì mà vội. Vội thế hả? Vội vàng làm gì, rồi lại vấp phải đá, rồi lại quăng phải đầu súng của mình này. Làm sao đấy ạ? Ui, mình đã cố gắng vứt đầu nhưng mà không thể anh em ơi. Cơ bản là thanh niên ở khoảng cách nó hơi bị xa. Wow, đừng. Ai lại làm như thế? Sao lại làm như thế với người ta? Ê, bình tĩnh không ạ? Thẳng đá đúng không? Nào, ra đây hộ cái này. Dây hộ cái mà đây. Mà tảng đá, tưởng là tảng đá mà ngon à? Oh my god, nó không ra không ạ? Rồi bình tĩnh, tôi quần máu cái đã. Nào, sao? Thích không ra đúng không? Trốn mẹ sao tảng đá anh em ạ? Thế thì ở đây còn ai nữa không ta? Hình như là bom keo vẫn còn có người thì phải. Hơi bị xoắn quẩy một tí. Thế nên là, ui đừng. Anh ơi đứng, em chạy thì mà anh làm gì anh bắn em ghê vậy. Cái má nào tình bạn mình em sợ vậy. Ok. Yeah. Và hôm nay thì ở đây nghe, tôi sẽ từ nhá. Tôi trốn cái đã. Cái thằng kia nó chạy lên nó bắn tôi thì vỡ mồm. Ui. Đừng nhá. Yeah, headshot. Rất là dễ. Và hôm nay chia sẻ cho anh em về kinh nghiệm headshot một xíu đi. Đấy là các bạn có thể là cho độ nhạy lên đến 100% dành cho tất cả luôn, ngoại trừ cái súng AWM. Cơ bản thì theo như kẹo thấy là độ nhạy để lên hết 100% vuốt nó rất là nhẹ luôn anh em. Tức là anh em sẽ không sợ hư màn hình cảm ứng của điện thoại đâu. Kẹo trêu xíu. Thì cái độ nhạy này anh em vuốt nó rất là nhẹ và headshot cực kỳ dễ dàng. Các bạn có thể là đổi hết độ nhạy lên đến 100% như sĩ kẹo vừa rồi nha. Ê, thằng nào sau hàng rào ấy nhở. Ồ, bình tĩnh đi bạn ơi. Nói chung là cái trường hợp này chúng ta không có vội được anh em. Vội cho nó bắn cho vỡ đầu. Ê, đừng. Chạy đi đâu con sâu này. Ê, tại ui vỡ đầu. Thương thế. Ôi bạn ơi, tôi thương cậu quá. Cái mà nó chạy ra như thế này, bảo là không vỡ đầu thì hơi bị phí đúng không. Yeah, ok. Và kẹo rất là vui khi mà kinh sĩ kẹo lại tiếp tục có thể đăng video rồi. Đủ má. Tôi ghét mấy cái thằng hacker xàm lông vãi. Yeah, ok. Và hiện tại thì mình đang ở ngay vị trí thung lũng rồi, ngay căn nhà phía trên mà thôi. Một căn nhà Doraemon ở tầm này hơi bị căng thẳng với nhau. Các bạn thì số lượng player còn lại trong bản đồ nó chỉ còn lại là 50% thôi. Tôi cũng phải từ từ nhá. Ê, làm sao? Ui, bắn gợi đòn thôi anh em ạ. Tôi ngồi đây tôi bắn gợi đòn, chờ chúng nó đến lại anh em. Vả từng đứa một chứ ngại gì ấy.
Ủa, đâu hết rồi ta? Không có thấy, không có thấy gì hết trơn á. Ê, bình tĩnh nhá. Ô mày cơ. Này, các bạn ở đâu, các bạn ra đây hộ mình cái. Nãy giờ mình bắn gợi đòn thế còn gì nữa hả? Thế là xung quanh khu này không có ai à? U chán thế, buồn thế không? Nào, ở đây có ai không ta? Ô, đây ạ. Ê, này, làm sao? Ê, chạy đi đâu? Ui, bỏ mẹ rồi. Có thằng nào nó mới chạy lên hay sao ạ? Ui vai. Bắn xuyên bông keo ạ. Ui, cái đậu xanh. Nó xài VSS anh em ạ. Sát thương nó cộng dồn. Đù, có cả sát thương độc cơ mà. Ui vai, đừng anh ơi. Chỉ còn mẹ tôi rồi. Bỏ mẹ chạy nhanh anh em ạ, không vỡ mồm. Rồi nhá, sau bông keo nhá. Ra đây hộ cái này, mình có lựu đạn này. Ê, boy boy. Nào nào nào, súng nổi. Ui, hơi ngáo anh em ạ, nổ trên trời. Cái đậu xanh mình canh không chuẩn lắm. Ok ok ok, sorry tất cả mọi người nhá. Từ từ anh em ạ. Cái mà nó chạy ra nó ăn tôi thì vỡ mồm đấy. À đây, đây đây đây. À con chó này. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Ở trên này đúng không? Ui bỏ mẹ luôn. Hình như tình là hơi bị đông anh em ạ. Hai đứa hay sao á? Wow, không phải cả game. Có khi nào hai chúng nó chơi team up với nhau không vậy? Câu cả lựu lên cơ. Ô đường. Sao lại làm như thế với người ta? Đừng mang nó câu lựu liên tục luôn anh em ơi. Dạ. Yeah. Bình tĩnh đi người anh em. Sao mà người anh em vội vàng thế hả? Tôi sợ người anh em khóa cơ. Ơ, biết ngay có hai đứa mà. Ở đây có một đứa này anh em này. Với lại phía sau có một đứa nữa. Vãi cả game. Căng thẳng vãi trường. Ui đừng. Nhá. Các bạn đây. Từ mình xuống đã. Các bạn làm gì game ấy. Xuống đây hộ kẻ. Mà bọn này chơi game căng thẳng phết anh em ơi. À này, canh nhau này, vỡ đầu này. Á hư, á hư luôn nhá. Thế còn một đứa ở chỗ kia kìa. À nó không ra anh em ạ. À thằng này. Ui ôi, vua lì đòn à, sợ quá, sợ quá. Nó nhìn thấy tôi bắn thằng kia, thế nó không ra anh em ơi. Nào, vua lì đòn, chạy đi vua lì đòn. Ơ, thế mà nó chạy thật anh em ạ. Tôi chỉ đùa có xíu thôi mà. Tậu xanh nó chạy thật anh em. Ê, này nhá, người anh em. Người anh em bình tĩnh coi nào. Tôi sợ người anh em quá. À, nó ở trên đúng không? Này, làm sao? Ui, bỏ mẹ rồi. Ê, đừng. Phải. Sát thương độc từ VDS phải nói là rất là thấm luôn anh em ơi. Thế nên là chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Chứ không là toang đấy anh em ạ. Toang hẳn luôn anh em, không phải toang vừa vừa đâu. Ê, này làm sao? Ui ôi, gì đấy? Sợ quá nhờ, sợ quá nhờ. Ui bỏ mẹ. Từ từ anh em ơi, từ từ anh em ơi. Nó làm tôi sợ quá. Yeah, ok. Chắc là tôi xuống đây tạm cái. Cái đậu xanh rau muống. Yeah, yeah, yeah. Bình tĩnh nha những người anh em. Giọng tôi hôm nay nó hơi phò một tí các bạn. Tôi cảm giác sắp ốm rồi anh em thông cảm nhá. Không anh em bảo là giọng anh sĩ hôm nay phở thế. Phở đâu mà phở, vẫn là tôi thôi. Nhưng mà từ đến trên này nhá. Oh my god. Và đến tầm này video rồi. Bạn nào chưa like thì like video cho xí kẹo đi anh em. Không là xí kẹo dỗi đấy. Ui ôi. Cuộc tình tay 3 luôn anh em ạ. Ui bỏ mẹ luôn, tay 4 luôn, không phải tay 3 nữa. Thằng nào ngay sau lưng tôi ấy. Vãi cả game. Nào, sao lại làm như thế với người ta? Mà tôi đây, tôi bị kẹp ba đứa này. Ôi thôi, từ bỏ mẹ rồi. Pha này hơi bị căng thẳng rồi. Ê, ghê vậy. Ôi, tôi cảm giác là có cái điều gì đấy không ổn rồi anh em ạ. Ghê vãi luôn. Ê, nó chạy xuống dưới rồi. Toàn là các pro layer, ngày hôm nay chơi với các pro layer sợ vãi. Sợ vãi cơ trưởng ra luôn. Ê này, nó lại trốn sau bóng keo không ạ. Trốn gì, trốn kỹ vãi. Bảo rồi đừng có trốn xong bông keo, chúng nó cứ thích trốn cơ anh em ạ. Chịu con mẹ nó luôn rồi. Ê, mà còn tận 9 đứa cơ. Vãi thử ghê. Thế này làm sao tôi win được anh em nhỉ? Căng thẳng vãi luôn. Ui ui. Nên là tạm thời là cứ từ từ anh em ạ. Không có vội xuống dưới đây. Ok. Ui nó thấy tôi rồi. Nó thấy tôi chắc luôn không ạ. Nhưng mà phía sau tôi lại còn có người nữa. Ui. Căng thẳng thế. Đông người đấy. À đây. À đây. Chạy này. Ui. Chạy em ơi. Nó dựng bông keo rồi, nhanh quá em. Bông keo thì đây mình còn đúng là hai trái nữa anh em ạ. Ui. Cái đậu xanh. Làm sao, còn đúng một trái bông keo đây này. Đừng có lẩn người ta nữa, khổ lắm. Người ta bảo là hết mịa bông keo rồi. Ui. Ê, đừng vỡ đầu. Ê bệ. Oh my gosh baby. Thế nên vỡ đầu như chưa bao giờ được vỡ đầu luôn anh em. Ok ok ok. Được nhá. Ngon lành cảnh đào. Wow baby. Đây để tôi xem là còn cái gì không. Mình vừa đổi qua cái súng M82B nhá.
Các bạn thì với những cái vòng bo như thế này với lại đông người nữa anh em ấy, cứ cầm M82B bắn xuyên bóng keo cho nó sướng, còn kệ chúng nó chạy đâu thì chạy, ngại gì đúng không anh em? Oh my god, tôi qua đây cái nhá mọi người nhá. Rồi, chả thấy ai cả, phát thử game nhỉ. Ô đừng có trốn, các bạn ơi đừng có trốn. Trốn vừa vừa thôi, trốn gì trốn, đứng. Anh đứng, em có làm gì anh đâu. Mày bắn bố mày đúng không? Ồ, thế làm sao mà à này chạy đi. Ui, này lên bảng chưa? Sợ chưa? Ok. Đậu xanh chưa anh em? Nó tính chơi tôi mới sợ chứ. Ui ôi, 5 trái bông keo ngon chưa? EZ game con mẹ nó luôn. Ui, cái gì thế này? Lên bảng luôn. Thế nên đang chạy làm cho một viên M82B sốc đam chết tại chỗ. Ủa, được nhờ, còn 2 đứa anh em ơi. Còn 2 đứa nữa nhá. Căng thẳng vãi cả quần què ra ấy chứ. Bên này có không ta? Bên này không có không? À đây. Một viên này làm sao? À thế ạ. Ui, dựng một kèo nhanh không, nó bắn cho vỡ mồm anh em. Ê này, bắn xuyên keo anh em nhá. Thể hiện trình độ này. Bắn xuyên keo này. Ô, nó chạy lên trên rồi. Này làm sao? Ồ, hơi lỗ tí anh em ạ. À, thằng này né giỏi phết. Ồ, né. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Còn thằng cuối anh em ơi. Game này là còn lại một thằng cuối nhá. Let's go baby. Dựng bông keo lên rất nhanh và wow. Từ anh em ơi, xem có đồ gì để loot hay không. Let's go baby. Full cây. Ui, game ấy thì nó bắn hexo N94. Thôi.